Đấy, bị ghẻ rụng hết lông rồi. Thôi xem là ở dưới phần bụng nó có bị không, nếu mà nó bị thì bôi nốt đi. Để một tí nữa cho nó thả ăn cỏ xong, một tí nữa anh em mình lại tiếp tục là bôi lần thứ hai sau. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của em Quân của bác ạ. Ở cái video trước thì các bác cũng đã biết rằng là cái tình trạng và cái căn bệnh của em, căn bệnh của dê em Quân đấy các bác. Cháu Quân xin chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực có nhờ là bạn Nghiêm, là người bạn mà hay là thường là xuất hiện ở trên kênh của bác, là bạn ấy cũng có đồng hành với cháu Lực là một thời gian. Đấy, lúc nào mà bạn ấy rảnh thì bạn ấy đi với cháu Lực, và nhờ bạn ấy lên thì cũng có mua cho cháu Lực là một lọ thuốc để mà trị về con dê này của bác này. Cái thuốc này là thuốc là mỡ kém oxy D, là thuốc này có cái chỉ định là vết thương ướt dịch ghẻ ắt xe mụn nhọt lở lét. Ngoài ra bệnh ghẻ ngứa và chảy da do gáy, do gây cọ xước, cần cọ xước cắn nhau, những viêm nhiễm. Ngoài ra nói chung là ở những cái phần, những cái con lợn này, con dê, con chó, con mèo thì là đều dùng thuốc này. Thế anh em thì hôm qua là mình gửi cái hình ảnh cho bạn thì là ra bên hiệu tiệm thuốc y thì người ta bảo mua cái loại này đúng không? Đúng rồi bạn. Thì cái loại này thì dê nó bị tình trạng như này thì mình có cần phải là tiêm hay là gì không? Hôm qua lúc nào? Có tư vấn là cái này là không cần phải tiêm, cái này chỉ gọi là bôi ở ngoài da, thì chảy xước ở ngoài da thì bôi ở ngoài. Đấy, vừa rồi thì là cháu Lực cũng đã cùng em Quân là bôi một chút rồi cô bác ạ. Vừa rồi thì nó kêu quá, thành ra là cháu Lực không có ghi hình được. Bây giờ thì đợi cho dê nó hết sợ đi một chút thì cháu Lực sẽ ghi hình sâu các bác. Đấy, và cũng cảm ơn các bác là khi mà cháu Lực chia sẻ về cái tình trạng về bệnh của dê của bác thì cũng được rất là nhiều các bác cô chú anh chị là quan tâm và nhắc nhở cháu Lực là về cái căn bệnh đấy. Bây giờ thì Quân là em dắt con dê về nhá. Vâng ạ. Đấy, vừa rồi thì nó kêu quá đấy cô bác, thành ra là cháu Lực không có ghi hình được. Bây giờ thì để nó bớt kêu một chút thì cháu Lực sẽ ghi hình sau. Đấy, Quân này bây giờ là tiếp tục là bôi thêm một chút nhá. Vừa rồi thì nó kêu quá thì mấy anh em cũng chỉ bôi được một chút thôi cô bác ạ. Đấy, con dê này thì là nó bị như kiểu nó bị như kiểu ghẻ đấy cô bác nào. Đấy, những cái chỗ này thì hầu như là bị gọi là nó bị rụng hết lông rồi. Đấy, nhưng mà cái tình trạng sức khỏe nó thì vẫn không có ảnh hưởng gì. Đấy, hôm qua thì Nghiêm đi mua thuốc thì khi mà gửi ảnh cho bạn ấy thì đi ra hiệu thuốc ấy thì người ta có cần bảo là mua cái gì không? Cần bảo là tiêm không? Không, cái này hiệu thuốc có tư vấn là không cần phải tiêm đâu. Đây là không cần phải tiêm đúng không? Thì bà có giới thiệu là chỉ có cho cái lọ này về mua cái lọ này về là chỉ bôi. Đây thì nó có hai loại cô bác ạ, một loại là của bên Trung Quốc là cái loại bột trắng ấy rắc vào. Đấy, bị ghẻ rụng hết lông rồi. Này thì không biết là có loại tiêm không nhỉ, này ấy, hay là cây căn cái bị như kiểu là bị rụng lông này, hay là bị ghẻ đấy cô bác, thì không biết là có cần phải tiêm không. Đây, vừa rồi thì là cháu Lực có đem cả bao tay xuống cô bác ạ. Đấy, nhưng mà trong quá trình là vật lộn với lại con dê để mà bôi đấy thì là cũng rách hết bao tay rồi, thành ra là một tí nữa để cháu Lực cùng với lại em Quân là đi rửa tay sau. Vừa rồi nó sợ quá đấy cô bác, vừa rồi ấy lúc anh mua về nó mới bị một tí, em tưởng nó thay lông. Lúc đấy là anh cũng nghĩ là nó thay lông đấy. Vâng. Nhưng mà cái hình như là nó không bị lây cô bác ạ. Nếu mà bị lây thì hai con kia là bị rồi. Em bôi ở phía bên này, bôi đầu nó tí này. Vâng. Bôi đầu nó tí này. Đấy. Đây này.
Đấy, bôi để cho nó gọi là cho nó đi vào da nhá, đừng có bôi vào lông nhá. Vâng. Đấy, bôi để cho nó vừa thấm thôi, để sáng mai thì dậy là em lại tiếp tục vào bôi nhá. Vâng. Cứ để bôi cho nó khỏi đi. Hết Vâng. thì lại bảo anh nhá, để Vâng. anh đi mua về trị cho nó dứt điểm luôn cho các bác. Chứ không là sau này là nó bị nhiều quá thì ra là nó dê nó bị yếu ấy, nó bị chậm phát triển nữa. Đây, từ từ. Ở bên này có chỗ. Đây dưới cổ nó này, đấy kìa. Thấy dưới cổ nó chưa? Dạ. Nghe tiếng dê kêu thì nghe nó cảm thấy rất là náo lòng của bác ạ. Thành ra là đấy, nó lực mới không có dám ghi hình. Đây là Quân là vừa rồi là ra đây chăn dê này lâu chưa? Em cũng ra được được một lúc lâu rồi. Ra được một lúc rồi à? Vâng. Để xem là ở dưới phần bụng nó có bị không, nếu mà nó bị thì bôi nốt đi. Để một tí nữa cho nó thả ăn cỏ xong, một tí nữa anh em mình lại tiếp tục là bôi lần thứ hai sau. Đây, con dê này là con dê mà dê giống đấy các bác. Dê xem nó có bị không, nếu mà bị thì bôi. Cũng bị ạ. Bị à? Bôi. Đây, bôi đi, đây. À. Đấy, bôi. Ê. Bôi đi. Đấy, bôi nhanh vào, nó đang không kêu ấy. Nào. À. Đấy, phần chân đâu này, chân này. Chân này. Hầu như là nó bị hết cả người luôn các bác ạ. Từ lúc mình mua dê đến bây giờ thì được tầm bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Chắc cũng được tầm 2 tháng. Tầm 2 tháng rồi. 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi đúng không? Vâng. Được chưa? Được. Của anh Thám đi nhá. Vâng. Này có cần phải lấy buộc không? Có. Thả như này, nếu mà chăn dê đấy thì thả cho nó ăn cỏ chứ. Vâng. Nếu mà đã lên chăn dê còn lấy buộc thì có phải chăn dê nữa đâu. Vâng. Là xem dê thôi. Đây, từ bóng ấy để vào. Vâng. Đấy, mùa này thì đang là mùa mà có cỏ non là bắt đầu mọc và rất là nhiều rồi các bác. Chiều chiều thì cần ra thả một lúc thôi là nó ăn gọi là no nê cái bụng là đi về rồi. Con kia như là nó bị nó đang bị mắc cây hay sao ấy. Vâng. Em đi gới ra đi. Xem là hai con này có bị không, nếu mà xem có bị thì anh em mình bôi luôn này. Phải nhìn kỹ lại. Con này thì không bị đâu, hôm trước mỗi con này bị mỗi ở tai. Con này thì là con dê cái cô bác ạ. Con này thì không bị đâu. Con to thì không, con to có bị không? Hôm trước là bị ở tai ạ. Bị ở tai à? Vâng. Úi dồi, khỏe đấy con đấy. Vâng. Con đấy cẩn thận, nó đang chửa đấy. Đây bị ở tai đấy, anh cầm hộ em. Này, bị ở tai à? Vâng. Đây, con nào, cái này là không phải là nó bị ở tai mà cái này là dê nó bị cọ phải những cái thành, những cái cây của bác. Thành ra là nó bị rụng lông thôi. Đây xem nào. Đây cầm đây, dê. Em trường quá. Cầm dê. Đây, sao phải chặt thế? Cái này là nó có một chút mới cho nên là nó trơn đấy. Vâng. À. Em cầm hẳn này, cầm hẳn này. Vâng. Cầm như này bôi này. Được chưa? Được đúng không? Xem như này đấy. Ôi, cái tay đâu quá. Rồi. Này, bôi nốt này. Vâng.
Ui, quả này dê nó giống ngón chân rất là đau đấy. Cẩn thận là cái sừng của nó là húc vào mồm nhá. Vâng ạ. Rách luôn đấy, rách mặt luôn đấy. Cái đấy là nó phần như kiểu là nó con bọ ấy. Vâng ạ. Con bọ nó đi vào ấy. Con dê thì hay là cẩn thận nó có con ve cái nữa. Con ve cái là nó cũng nằm mà ký sinh mà nó to lắm ấy con ve đấy. Vâng ạ. Được chưa? Được rồi. Rồi, anh thả nhá, đi ra đi. Chứ nó kéo chân đấy. Con dê này là trước lúc mà anh em đi mua đấy cô bác thì là nó cũng đã chửa rồi đấy, nhưng mà chưa đến ngày mà nó đẻ được. Bên kia chỗ này là không phải đất của nhà em đâu nhỉ? Vâng ạ. Thế nhưng mà không phải đất của nhà em thì có chăn được không ấy? Mình có thả dê được không? Hôm trước là mấy hôm trước là em hỏi chú nhà chú ở trên dưới kia, chú bảo là không cho cho ăn cây sâm mộc này thì cứ thả thoải mái. Là không cho ăn cây sâm mộc à? Vâng. Như này thì mình phải chăn chứ thì mới đấy chứ, nếu mà buộc như này thì nó không ăn thì cái cây của nó cũng cái dây của nó thì nó cũng kéo dây mà rất là hỏng là lần sau chú bắt đền đấy. Vâng. Cây sâm mộc đấy hầu như là bà con là ở trên vùng cao là hay trồng cái cây sâm mộc này là nhiều các bác ạ. Cây sâm mộc để trồng thứ nhất là làm gỗ này, và thứ hai thì khi mà lấy bán thì nó cũng được giá hơn. Để xem là khi mà bôi thuốc xong thì lúc mà anh không xuống thì là Quân cũng sẽ tự mà bôi nhá. Vâng ạ. Đây, bôi để cho nó hết luôn đi. Đấy, những cái phần quà của các bác gửi cho thì nó giúp ích cho em rất là nhiều. Đấy, vâng. Không không chỉ là mình bác Thảo Đố là gửi tiền mua dê đâu, mà có cả thêm là bà bé này, cộng thêm là rất là nhiều các bác ông bà yêu quý các em nữa. Vâng. Đấy, dê nó bị làm sao thì có thể là bảo anh trích tiền quý ra để mà mua thuốc. Đấy. Vâng. Mua thuốc để mà bôi cho dê thì tầm độ sang 2 năm nữa thì là có thể là bây giờ là đang 3 con, nó có thể nhân đôi ra độ tầm là thêm 4 đến 5 con ấy chẳng hạn. Đấy, các bạn nhỏ thì như là vừa mới đi học về sao đấy các bác, nhìn thấy cháu Lực cái là sợ chạy đi đường khác luôn, chạy đi đường này này sao nhỉ, sao này à, đây đấy, chạy ra đường bên này rồi. Vẫn còn ở trên kia rồi anh ạ. À, đấy, thấy cho Lực ra đây cái là chạy luôn, cứ chạy của bác ạ. Có lần thì đi gặp trẻ con thì ông ấy vừa dọa vừa trêu ấy. Giờ là sợ. Đấy, đến cái cây này này, nếu mà ăn, cái này chú vừa trồng mà. Vâng ạ. Cây này là vừa trồng ra đúng không? Vâng ạ. Nay chú đang trồng cây thì gạ chú xem bảo là có phát không, phát thì lấy cái máy ra xong là phát cho chú đưa tiền cho đấy. Giờ nếu mà phát thì không có cỏ cho con dê. Đúng rồi, giờ phát thì đây không có cỏ để mà chăn đâu. Vâng. Nhà em thì có chỗ nào để mà chăn dê không? Bây giờ nếu mà chú sáng nay nếu mà chú không cho thì không cho để đây thì phải cắt cỏ đi cho thái đi cho dê. Đúng rồi, làm cái chuồng này. Vâng. Làm cái chuồng không là nếu mà nhà thì cây cối thì mọi cái là cũng tự có, làm cái chuồng nó đơn giản thôi. Vâng. Hay có thể là làm cái chuồng cái sàn nhà cũng được. Vâng. Đấy, còn nếu mà cảm thấy là làm cái chuồng ra phần bên chuồng lợn được thì có thể là bảo anh xong là đi mua pro về đấy. Vâng. Anh sẽ giúp em là mua pro về. Vâng. Thế còn những cái chuồng trại mọi cái thì tự làm. Vâng. Đấy, tại vì là nếu mà bây giờ anh cứ dùng cái tiền quý của em nhiều quá thì sau này là nó sẽ không có tiền quý để mà nhiều đâu. Vâng. Không có tiền quý điểm mà nhiều là sau này không có làm được nhà đâu. Đấy, mặc dù là hiện tại là cháu Lực cũng đang cầm tiền quý của em Quân một cái khoản mà cũng rất là lớn cô bác ạ, rơi vào tầm lộ 80 đến 90 triệu rồi. Đấy, và cháu Lực cũng có nhận được thêm những cái lời nói của các cô bác anh chị mạnh thường quân. Thứ nhất là có chị Giáng My, và thứ hai thì có hai chị Nguyệt Thúy, và thứ ba thì có bà bé nữa. Sẽ
gọi là nói qua với cháu Lực là giúp đỡ để mà hoàn thiện một cho em Quân là một cái ngôi nhà mơ ước để mà ở. Ông với bà thì năm nay cũng khá là già rồi, năm nay thì đến tuổi là gần đất xa trời rồi cô bác, vẫn còn sống trong một cái ngôi nhà mà gió to thì thổi là có thể là nghiêng, và đến thậm chí là đến cái mùa mà mưa mùa bão ấy chỗ ngủ thì cũng còn khó. Đi học về hả? Hả? Phải không? Xem nào, đây là ba chị em à? Đây là ba chị em phải không? Hả? Có phải ba chị em không? Có phải ba chị em không? Mồm đâu? Hả? Bạn nhỏ trai chắc là đi học lớp mẫu giáo lớp 5 tuổi nhờ. Còn hai bạn nhỏ lớp mấy rồi? Hai bạn gái ấy. Lớp 1 rồi à? Hai chị em à? À. Mày thì không có kẹo để mà đi theo đâu các bác. Mọi lần thì cháu Lực hay cầm mà kẹo để đi Có. theo. Cái chỗ ở đây thì có vẻ là nền nhà đây cũng khá là lớn nhờ. Vâng ạ. Cái này thì trên kia là có một cái đường xe máy xuống nhỏ nhỏ đây cô bác. Thế Quân thì cho anh hỏi là trước nhà cái nhà chú ở kia làm nhà ghép thì làm sao mà vận chuyển được gạch với lại xi đi xuống đấy? Hôm trước chú làm nhà thì lấy xe máy lên đường bé này lên À. đến đến cái chỗ bụi cây ở trên kia, xong cho hai người vác cắt xuống đến dưới bụi bụi cây ở trên kia, xong mới lấy xe để xuống. À. Còn xi thì lấy ra đường bên kia xuống Trở nhà vào đường nhà à? chú mới chở Cái đường vào. này nếu mà đào lớn thì có thể vào được. Sau Vâng. này thì nếu mà như em Quân có duyên với lại tất cả các cô bác anh chị ở trên kênh, là mỗi người giúp cho em Quân một chút, một tấm lòng vàng trợ duyên tới cho em Quân để cho em Quân có đủ cái phần kinh phí, thì cháu Lực sẽ bắt đầu vào thực hiện là làm nhà cho em Quân cô bác ạ. Bây giờ thì đi xem dê một tí nó xem là tình trạng nó như thế nào thì bôi sau, sợ rằng là bôi nó không hợp thuốc là nó ngứa nó kêu ấy. Vâng. Ấy thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng với em Quân ở đây thì nhìn thấy là bôi thuốc cái này thì cũng không có ảnh hưởng gì tới cả. Đấy, như Quân thì nguồn nước ở đây thì còn có nước để mà xuống mấy nguồn nước này ấy. Dạ không có đâu. Nước này không có à? Vâng. Thế như bây giờ khô quá thì nước này đi đâu lấy cái gì về để mà tưới cây? Em xuống dưới nhà lấy thôi. Dưới nhà lấy à? Vâng. Ở đây ở bên kia thì có cái nguồn gì không? Nếu mà có cái nguồn gì thì đi thử đi xem nào, xem là nếu mà được thì để kéo nước. À, bên kia có một nguồn à? Như kéo có nguồn à? Vâng. Thế thì anh em mình thử đi xem nào. Vâng. Dê thì hiện tại là vẫn còn là khá là sớm cho nên là vẫn còn là chưa lấy về cô bác ạ. Được một tí nữa sẽ lấy về sau. Ông của Quân hiện tại là đang cắt cỏ ở dưới này này cô bác này. À, vừa rồi thì cháu Lực cũng đã đưa ông đi sang bên Lào Cai để khám và mua thuốc cho ông. Thì khi mà về thì ông cũng có nói là dấu hiệu là cái bệnh của ông thì tiến triển rất là nhiều. Ôi giời, chỗ này thì đi xuống rất là trơn các bác chỗ này ấy. Thế là mấy hôm nay là Quân tưới nước là toàn lấy xô xách tận dưới kia lên đây à? Vâng ạ, mấy được 2 ngày cũng không được tưới bởi vì Nhưng mà là nó mưa ấy. vâng ạ. Đến buổi tối thì nó mưa thì không cần phải là tưới. Vâng Thì, ạ. ở bên kia thì có nguồn nước nào mà sạch không? Ở bên Có, kia có. có Vâng đấy, Em ống nhựa lấy. này thì là hôm nọ cũng được bác Chiêm là mua cho đấy các bác. Và nhưng mà bây giờ thì hiện tại là nước từ trên kia thì cũng không có để mà chảy xuống nữa thôi. Con lợn thì con nào con đấy cũng đều rất là tốt. Đây mà con đẻ áp không? Phải thuốc này thì là để đây là ngày mai là tiếp tục bôi nhá. Đừng để Vâng. cho bầy hiếu là nhìn thấy nhá, chứ không là bầy hiếu đấy chắc nghịch ấy. Vâng ạ. Đằng sau của nhà Quân thì là ngày một càng nhìn thấy là sạt nhiều hơn các bác. Tại vì là thứ nhất là trước là đào thành cái hủm vào trong.
cái ống nước mà nhà Quân nhà em hay uống cùng đấy là ống của nhà ai? Uống cùng với ông đấy không ở bên này đâu, đây là lán của ông ở tít bên kia thôi. À, là nhà ông là tít bên kia à? Vâng, nhà chính của ông là ở bên kia, còn là lán của ông ở bên này. Ruộng nhà ông cũng có ở đây một ít. Cái nguồn nước đấy thì kéo xa không nguồn đấy? Cũng không xa đâu, bây giờ cũng gần đến rồi. Anh ở đâu thì ở là chỗ nào nó phải có cái nguồn nước mà nó có nước các bác thì ở thì nó mới tiện được. Chỗ này thì độ tầm mấy trăm mét nhỉ? Đây chắc là từ nguồn nước đi ra bên kia cũng phải tầm 500 mét hay sao ấy. 500 mét á? Vâng. Nhưng mà cái nguồn nước này có phải là nguồn nước sạch không? Có. Có nguồn nước sạch à? Vâng ạ. Nước này nó ra từ khe đá ra. Nguồn to này á? Vâng, không phải đâu. Không phải á? Vâng. À, trên này có tận, trên này có một nguồn đấy à? Vâng ạ. Đây. Đây là cái ống của nhà ông, lúc đấy anh vừa bảo em định lấy xi ra đây, nghiền chỗ này một ít, lấy nước thừa đây, từ đây đi. À, lấy nước thừa à? Vâng ạ. Nhưng mà Quân để điện cho ông ấy, cho ông xem là có được không, nếu mà được thì mới lấy chứ. Ô, trên này có nhiều nước quá này. Đây này. Chỗ này là ông kéo từ đây để vào trong nguồn của ông luôn. Thế lại đây cũng có một đây chỗ thừa đây. Đây này. Vâng. Nếu mà bây giờ nước này thì rất là mát này, nước này thì chắc chắn là nước sạch. Vâng. Bây giờ ở chỗ nhà thì ở chỗ nào thì ở, nhưng mà thứ nhất là nó phải có nước này, phải có đường điện này nó tiện này. Vâng. Chỗ này thì hầu như là lấy toàn nước là khe đá xuống rồi chứ. Vâng. Ở đây này. Hôm trước em cũng hỏi ông ở bên kia thì ông bảo là bây giờ nước ở đây cũng thưa nhiều ấy, thì em cũng lấy đi một ít, bây giờ nhà em cũng không có nước ấy. Thế thì cái này này Quân này, bác máng này. Vâng. Lúc nào mà em ra đây làm nước này thì bác máng cái vâng. máng ấy ra tận chỗ này luôn. Vâng. Ra tận tận đây này, bởi vì đây này nó còn nước này là nước nó bị dò xuống rất là nhiều. Vâng. Đây là lúc đầu đây là nguồn đây cũng là bố em về lấy trước, nhưng mà bố em đào ao ở dưới nhà ấy, xong ông đấy bảo là nếu mà đào ao xong nước không chảy xuống ruộng của nhà ông ấy thì ông không cho lấy. Xong lúc bố mất thì em mới hỏi ông bảo là bây giờ nước cũng thừa thì em cũng về hỏi ông. Bây giờ thì nước xây. Cái nước ấy thì là mình dùng để uống ấy, thì vâng. là nếu mà nước nào nhiều ấy thì là mình có thể là thả đào ao được đấy, nhưng mà ở đây thì thấy là cái nguồn nước này cũng khá là nhiều này các bác này. Thì Quân thử nói chuyện với lại chú xem nào, nếu mà được thì để hôm nào kéo nước này đi mà dùng, chứ bên kia thì có nước đâu. Vâng. Cái nguồn nước ở cái nguồn trên kia thì nó là cạn rồi. Vâng. Nguồn ở trên trên nhà kia là họ cũng lấy để vào trong ruộng hết rồi. Nhưng mà nguồn nước đấy có phải là nước sạch không? Nước đấy thì lấy về cho bò, hôm trước bảo lấy về cho bò, bây giờ họ lấy để vào trong. Ui ở đây này, nước nhiều đây đấy. Vâng. Đây nước chảy mạnh như thế này mà. Vâng. À đây là nó bị cái ống này chắc là ống này thì là cũng là ống nhựa điểu của bác, thì ra nó bị tắc hay sao ấy. Đấy. Thế là nhà em là bây giờ là đang dùng chung với lại cái nguồn này à? Vâng ạ. Ở đây thì có một cái nguồn đây thôi à? Vâng ạ. Hôm trước em kéo ấy thì ở bên trên kia cũng có một nguồn, nhưng mà giờ họ không cho lấy, họ ở trên kia cũng có mấy ít thửa ruộng ấy, họ cũng lấy trong lúa, bây giờ họ không cho. À. Không mà em vẫn kéo trên kia xuống. Thế là máy hôm nay là không có nước ấy, nước từ trên đầu kia, trên đầu nguồn trên kia là không có nước để mà xuống nữa rồi à, máy hôm nay ấy? Không, cũng hết rồi ạ. Ngày hôm nay lúc nào ông xuống ông dưới này lấy thôi.
cái nguồn nước của nhà ông thì cũng là cái ống nhựa mà bé tí thôi. Vâng ạ. Cái ống nhựa này ấy. Nếu mà bây giờ mà em làm lại cái chỗ kia, lấy xi anh cho gọi là cho tầm một bao xi đi, về láng, về về gọi là chỗ nào mà nó bị giò xuống mình láng cho nó tạo thành một cái khe. Vâng. Khe ra thì bảo ông bảo là bây giờ thì cái nguồn nước đấy là nguồn của ông ấy, nhưng mà mình sẽ là người đi làm để mà kéo về. Vâng. Kéo về để mình dùng. Vâng. Mình dùng và mình chỉ để gọi như là tắm sinh hoạt mọi cái thôi. Vâng. Đấy. Hôm còn trước em làm cái chỗ con lợn ở thì vẫn còn thừa một ít xi. Vẫn còn thừa nó vào. Thế là hôm nọ là xi là vẫn còn dư đúng không? Vâng. Đấy, chứ không là nước là không có thì rất là khó của bác ạ. Thế là nước là bây giờ để vào cái chỗ mà hôm nọ là anh em mình để đấy, đúng không? Vâng ạ. Nếu bây giờ lấy được bên kia về thì không cần xuống xách nhiều nữa. Cũng nguồn kia thì cũng đúng rồi. Để uống. Bà thì cũng gọi là đến bữa nấu, để bữa nấu cơm của bác thì cháu được nhìn thấy là đi xuống dưới dưới kia để mà xách về từng cái xô một. Bà lúc nào không có nước để cho lúc nào không có nước là lúc nào cũng phải xuống dưới kia để lấy nước về cho con bò uống, với lại để cho con lợn một ít nữa. Nếu mà sau này mà có em Quân mà có duyên với lại các bác nhiều hơn thì được các bác giúp đỡ nhiều, thì làm nhà chỗ này có bác này thì có thể là đào cho nó thoải xuống dưới thì nó sẽ không có bị sập. Tại vì ở đây thì bây giờ là ở dưới cái phần phần tản ly này các bác, nó đã tạo thành một cái hùm, nó tạo thành một cái hùm cho nên là nó khi mà có trận mưa to về ấy, nó sẽ rất dễ là bị sạt lở. Những cây mận này thì độ tầm là 2 năm nữa nhỉ? Vâng. 2 năm nữa thì được ăn. Có cây nào mà bị chết không? Cũng không được. Không à? Lê thì sao? Lê cũng không. Lê cũng không à? Vâng. Thế có vẻ như là Quân chăm sóc rất là tốt của bác. Còn cái lê, ôi có con gì nhỉ? Sâu à? Em cũng không biết đâu. Tôi có vẻ mạnh quá. Cái ghép cái cây đào cái cây lê này là nó từ dưới đây thôi. Đây, từ trên kia này nó là dưới kia nó là luôn là thành rằng là đào khác. Cái ghép thì ghép ở trên này thôi. Quả thì nó là thuộc dạng trên này, bây giờ thì nó còn rất là dễ gáy đấy, cho nên là đừng có thả dê ở đây. Thả dê ở đây là dê ăn lá, nó không thể nào mà nó phát triển được các bác ạ. Vậy còn hôm nay thì cháu lực xuống với các bác thì cũng đã mua thuốc để mà chữa bệnh cho con dê rồi. Mong rằng là tầm độ sang một tuần nữa thì nó sẽ khỏi hẳn để mà cho em Quân là bớt lo hơn. Nếu như Quân thì dê nó bị như này thì em không biết là nó bị bệnh gì thì có lo không? Bây giờ bôi thuốc em cũng không lo mấy đâu. Thế lúc mà nó bị rụng lông nhiều thì sợ rằng là nó bị cái gì không? Lúc nó vừa rụng lông em cứ tưởng là nó bị rụng lông, nhưng mà bây giờ xong mấy ngày hôm qua em mới nhìn thấy nó bị bệnh như thế này thì em cũng hơi lo lắng một tí, nhưng mà cũng được anh mua thuốc về, bây giờ thì em cũng không sợ mấy. Hãy yên tâm rồi, thấy ông thì vẫn còn đang miệt mài là cắt cỏ tít ra bên kia này cô bác này. Đấy. Mấy nữa nếu mà thuốc của ông hết này thì là xem là nó khỏi, xem là ông là đỡ chưa, xem là khỏi chưa. Đấy, còn bây giờ thì cũng đã biết căn bệnh của ông rồi, mình chỉ cần cái sổ là đi xuống dưới hiệu thuốc hay là đi bác sĩ để bảo mình mua thuốc thôi là được rồi. Đấy. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác ạ. Đấy, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ đến đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì
thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.